Bài 8, bài trình chiếu. Em lưu ý rằng, các câu lệnh trong bài được sử dụng cho PowerPoint 2010 trở lên, nếu em sử dụng các phiên bản cũ hơn, sẽ có vài lệnh khác với bài giảng. Trong bài 8 này, em sẽ tìm hiểu các nội dung sau: 1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu. 2. Bố trí nội dung trên trang chiếu. 3. Nhập nội dung văn bản cho trang chiếu. 4. Trình chiếu. Phần 1, ta cùng tìm hiểu bài trình chiếu và nội dung trang chiếu. Đầu tiên ta tìm hiểu bài trình chiếu là gì. Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu bài trình chiếu là gì rồi, giờ chúng ta cùng định nghĩa ngắn gọn lại nào. Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự. Đây là hình ảnh một bài trình chiếu với các trang chiếu có sẵn. Tiếp theo, nội dung trên trang chiếu. Trên các trang chiếu của em có thể có các nội dung sau đây. Văn bản. Em có thể thấy trên một slide e có thể gõ bất kỳ nội dung văn bản nào, tuy nhiên, em cô nên gõ quá nhiều văn bản lên một trang PowerPoint. Lợi thế của PowerPoint là trình chiếu để thu hút người xem, hãy rút gọn hết mức có thể, nội dung văn bản trên PowerPoint. Thay vào đó, hãy sử dụng nhiều hình ảnh hoặc biểu đồ để minh họa nội dung của mình. Hình ảnh và biểu đồ cũng là một dạng nội dung trên trang chiếu. Ngoài ra, nội dung trên trang chiếu còn có các tệp âm thanh và đoạn phim. Vậy là em đã biết nội dung trên trang chiếu có văn bản, hình ảnh, biểu đồ, các tệp âm thanh, đoạn phim. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách bố trí các nội dung đó sao cho đẹp mắt và hợp lý. Phần 2 nhỏ, bố trí nội dung trên trang chiếu. Em có biết bố trí nội dung trên trang chiếu là gì không? Bố trí nội dung trên trang chiếu là cách sắp xếp vị trí các đối tượng, văn bản, hình ảnh, biểu tượng, tệp âm thanh, tệp phim trên trang chiếu cũng như các thiết đặt định dạng, phông chữ, cỡ chữ của các đối tượng đó. Đã biết bố trí nội dung trên trang chiếu là gì, em có thể tự mình bố trí để tăng hiệu quả trình chiếu. Phụ thuộc vào dạng nội dung của em là văn bản hay hình ảnh, âm thanh, mà cách bố trí nội dung có thể khác nhau, tuy nhiên, mỗi trang chiếu thường có văn bản làm tiêu đề trang, nằm ở trên cùng. Nếu em không tìm được cách bố trí nội dung hợp lý, em có thể sử dụng một số mẫu bố trí có sẵn của PowerPoint. Sau đây là một số mẫu bố trí nội dung cho trang chiếu thường được dùng. Trang tiêu đề. Trang tiêu đề thường được dùng làm trang đầu tiên của bài trình chiếu. Trang nội dung. Trang nội dung có tiêu đề trang và nội dung, có thể là văn bản, hình ảnh, biểu đồ. Trang nội dung dạng hai cột. Trang nội dung dạng hai cột có tiêu đề trang và nội dung được bố trí thành hai cột. Trang nội dung có chú thích. Trang nội dung có chú thích gồm hai cột, một cột nội dung, một cột tiêu đề trang và chú thích. Trang có hình ảnh và chú thích. Các mẫu bố trí nội dung này còn được gọi là layout, em có thể chọn bằng cách vào mục layout trên thẻ home. Vậy là em đã biết được các mẫu layout mà PowerPoint cung cấp khi làm bài, em hãy chọn một mẫu và sau đó chúng ta sẽ tiến hành nhập nội dung văn bản cho trang chiếu. Phần 3 nhỏ, nhập nội dung văn bản cho trang chiếu. Khi em chọn một mẫu layout có sẵn, em sẽ nhìn thấy các khung với đường biên kẻ chấm mờ. Các khung này dùng để chứa nội dung văn bản và được gọi là khung văn bản.
Khung văn bản thường chia làm hai loại, khung tiêu đề trang và khung nội dung. Để nhập nội dung văn bản cho trang chiếu, ta thực hiện các bước sau. Bước 1. Chọn khung văn bản cần nhập nội dung. Bước 2. Nhập nội dung. Sau khi nhập nội dung văn bản cho trang chiếu, em có thể trình chiếu thử. Phần 4. Trình chiếu. Để trình chiếu, em hãy nháy chuột vào nút Slideshow. Nếu em đang ở bất kỳ trang nào, chẳng hạn trang 3 và em muốn trình chiếu từ trang đầu tiên, em hãy chọn giải lệnh Slideshow và chọn From Beginning. Cuối cùng, khi đang ở chế độ trình chiếu, muốn thoát ra, em hãy nhấn phím ESC trên bàn phím. Vậy là ở bài này chúng ta đã tìm hiểu về bài trình chiếu và nội dung trang chiếu, 2 cách bố trí nội dung trên trang chiếu, 3 cách nhập nội dung văn bản cho trang chiếu, cuối cùng là trình chiếu. Dặn dò, em ghi lại bài học theo file, đăng tại web trường, nhớ trả lời các câu hỏi bài tập kèm theo, và chuẩn bị bài thực hành 5, bài trình chiếu đầu tiên của em.